gà này giống gà gì, đuôi dài đấy nhỉ? Con lích ạ. Con lích ạ? À. Con lích nó còn đưa là 2 mét. Ờ. 2 mét nó có trị. Nó dài. Con 2 mét ở nhà con nó lên rồi, nhà 1 triệu. Con này anh bán bao nhiêu? Con này bán 1 triệu. Tân Châu này bao tiền? 450. 450 con này. Ờ, đẹp không? Hai đẹp. Hai tối được TV hay là quay hình kết? Quay TV. Anh bán bao tiền con này? Con này là 250, con này là 120. À. Con đẹp nhỉ. To to được hơn nữa anh. Không, anh cho em cho vào dân Nam Pháp. Dân Nam Pháp. Nam Pháp 1 thế. Vâng. Nam Pháp 1 thuyền. Anh ạ. 09 và 6. Anh cứ đọc đi. 6 và 4. 1 5 9. Cuối tuần nào anh cũng bán đây đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đây là toàn gà Tân Châu thôi đúng không anh? Đúng rồi, gà Tân Châu. Gà đẹp nhất ở chợ đấy. Hôm nay là gà đẹp nhất rồi. Gà cảnh. Anh có bán gà giống không? Gà nhỏ ấy. Không, gà này đẹp luôn. Không phải gà nhỏ, không phải gà đẹp luôn. Đây là gà rừng anh. Con này anh bán bao nhiêu anh? Con này tuần lắm rồi nhỉ? Anh ơi, con gà trắng trắng này là giống gà gì anh nhỉ? Thái Lan à? Nó chỉ to như này thì hết cỡ rồi đấy à? Con này anh có tắm không mà nông thật ấy? Có tắm đấy.
như này nó đẻ chưa? Con này to như này là nó đẻ rồi đấy à? Nó mới gãy xong. Có bé quả này. Đây gà tre Thái Lan. Giống này cũng thế đấy anh. Cũng là Thái Lan đấy à? Xe Thái Lan đá tí. Đầu cây mẫu thầy rất là ôi, đầu rất là rất nhà ra rồi thôi. Hôm nay anh bán mấy trăm anh? Ba em thấy à? Anh cho xin số điện thoại không ạ? 0906 082 262. Đấy, đã làm tiền Việt. Hay là phòng hết. Ở đây này, ngoài đường này 60 có một linh. Nè, chùa đang kéo ra. Cái này là Tân Châu này. Cái Tân Châu anh bán bao tiền không? Thì theo anh tầm 200-300. Tân Châu thì nó to hơn gà Thái nhỉ? Nó dài hơn, to hơn gà Thái. Cuôi nó cũng dài hơn đúng không? Thế con kia anh bán mấy trăm? Trống rồi đấy. Ồ, đá nhau rồi. Chú ơi, gà ác thì bán bao nhiêu rồi chú? Đó. Gà ác thì bán thế nào đây? Bán là 4.000 một con. 4.000 4.000 con gà ác chứ. Đây gà này là gà gì hả chú? Gà Tây. Gà Tây nó to mấy cân? 12 cân mà, 12 cân. 12 cân. Được, 12 cân, cái mấy cân. Mấy nó lớn lên như này. Bánh to. 250. Rất mái non thế. Cái non non thì rất khá là được như là tám. À, khi non này không biết con bè biết rồi. Khi non bè thì bè đất này thì mới để cái con bè than nó chuẩn nó phơi rất là 100%. Con này chim gì nhỉ? Con này con gì anh? Chết đúng không? Đá. Mất cái áo rồi. Đá. Con này thì cũng mẹ là Tiểu Mi đấy, nào con Tiểu Mi lon hết chơi. Tiểu Mi á, thì mới lon được đấy. Con giờ con hàng được luôn. Con Tiểu Mi trong này là con được mà. Không có hàng. Đây là khu bán thức ăn cho gia cầm, nghề nuôi trồng cả và mua giấy cho bạn công và bạn tặng. Bán cho anh 10.000 xong. Cái này chỉ nhỉ? Không. Bán cho 5.000 giấy đi. Mình xin kết thúc video tại đây nhé. Các bạn thấy hay thì đăng ký và chia sẻ với mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.